chào mọi người, lâu lắm rồi thì Kim mới lên video lại. Và bây giờ lại ngay vào mùa thu hoạch táo nên là chiếc video này đầu tiên của năm mới 2024, Kim sẽ cho mọi người xem quá trình thu hoạch táo là như thế nào. Và nếu mà ai có theo dõi những video trước của Kim ấy, thì sẽ thấy là có một cái video Kim có nhắc đến cái việc là công việc thu hoạch táo liệu người Việt Nam mình là rất là khó với người Việt Nam mình. Nhưng mà thực tế là đấy là Kim có nói là Kim có nghe mọi người nói và kể thôi. Và hôm nay nhân cái ngày mà farm Kim thu hoạch táo thì Kim sẽ đích thân mình đi thử xem là công việc đấy như nào. Let's go, thử xem là mình có thể làm được hay không nha. How many bags is per one bin? How many bags? 25. 25? Yes. Nào, cút ra để coi nào. Tốt biết cơ. When you threw it out, it looked pretty good. It... This one because no store. No store? Yes, and this one just falling. Falling. It's good. So I put on my bracket. Yes. Look at top picker. Our top picker. Take picking apple. How many beans you got? 3 beans. 3 beans. Yep. So, only today or a little bit from yesterday? 5 beans yesterday. So yesterday you fill up 5 beans. Yes. Mm. And today I'm planning to make 3 beans before I cut out those. Wow, lots of money. One for me already. Here, yes. This one, yes. For me. Yes. This one for me. Yeah, look at it. Look pretty good. Wow, bean and bự phết này. How to throw apple to the bean? Go gently and slowly. Yeah. Gently and slowly. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Yes. Thì đấy là mọi người vừa mới nhìn sơ sơ qua cái cách mà một người hái táo sẽ làm. Và táo thì tùy vào loại cây, ví dụ như cái cây mọi người đang xem là cái cây khá là nhỏ thôi, cây này chắc khoảng 10 năm tuổi. Còn có những cái cây ở những cái vườn nó rất rất là to hơn thì ví dụ một người sẽ làm được một bên thôi. Nhưng mà những cây nhỏ như thế này để tiết kiệm ấy thì một người hái ở trên cao, cái này người ta sẽ hái luôn cả hai bên ở trên cái đỉnh của cái cây ở bên kia luôn. Nếu mà mấy người này tay dài với qua được thì làm như thế để tiết kiệm thời gian, là sang bên kia hái sẽ không phải leo thang nữa. Còn ở bên dưới này thì một cái bin, một cái thùng lớn ấy, gọi là một cái bin đặt ở giữa cái hàng, thì để mất công di chuyển cái bin đấy thì người ta sẽ hái luôn ở hai cái mặt của hai cái hàng. Và sẽ có những người đi lái những cái xe, người ta đẩy cái bin này theo những cái người hái này, tức là hái được một lúc khoảng cách nó hơi là xa rồi thì sẽ có người tới đẩy cái bin này tới cái chỗ mới cho mình. Và ở công ty Kim mọi năm ấy thì một người sẽ hái được khá là nhiều. Tuy nhiên năm nay thì để giảm bớt cái tình trạng là quả sâu, quả hư quá nhiều khi vào trong pack house thì làm mất rất là nhiều thời gian và đôi khi còn không loại bỏ hết những quả hỏng, thì năm nay chỗ mình làm khó hơn, tức là người ta sẽ yêu cầu chất lượng cao hơn so với số lượng. Thay vào đấy thì người ta sẽ trả tiền nhiều hơn cho một bin so với năm trước. Thì năm trước thì khoảng 40-50 đô một bin, thì năm nay chủ của Kim là trả lên 60 đô một bin và yêu cầu là những người hái phải cắt cái cuống. Đối với những cái loại táo mà nó quan trọng, ví dụ cái táo lúc này mọi người vừa xem là táo xuất khẩu, thì phải cắt cái cuống để cái cuống nó không đâm vào những quả táo khác. Và nếu mà một quả táo mà chỉ cần đâm bị một cái lỗ rất là nhỏ, hoặc là trong quá trình mình cắt cái kéo của mình nó, hoặc là mình hái mình để cái cây nó đâm vào một cái lỗ rất là nhỏ trên đầu quả táo thôi, là quả táo đấy phải bỏ xuống đất vứt liền. Hoặc là những cái quả táo nó bị những cái điểm đen, bị sâu ăn chẳng hạn, một cái lỗ rất là nhỏ thôi cũng bị dục ra ngoài vứt liền chứ không được bỏ vào. Và rồi không có lá nữa. Thì năm nay rất là yêu cầu nhiều chặt chẽ như vậy nên là 60 đô cho một bin. Đối với một người một ngày, những người đảo này có thể làm trung bình minimum là 3 bin.
Và những người này có thể làm một ngày trung bình là ai cũng làm được 4 pin. Và thường thường những người nhanh người ta sẽ làm được 5 đến 6 pin. Thì một ngày có thể kiếm được 300 đến hơn 300 đô trước thuế. Thì đối với những hái táo thì đây cũng không phải là một số tiền lớn. Tại vì để hái cái này thì cũng mất khá là nhiều sức và không phải ai cũng làm được. Nên là so với cái sức bỏ ra thì 300 hay là hơn 300 đô một ngày cũng không phải là số tiền quá lớn. Và như mọi người thấy trên video thì Kim đã chính thức lâm trận. Thì đợt này thì công ty cũng khá là ít việc, tại vì đang đợi táo thu về một số lượng khá là ok thì sẽ bắt đầu làm cho Park Hao. Thì công việc chính của Kim sẽ là làm cho Park Hao là đi đóng gói táo. Tuy nhiên cái thời điểm này thì hơi là ít việc nên là chủ Kim cho Kim hai lựa chọn: hoặc là Kim sẽ được đi hái táo cho biết, hoặc là Kim sẽ được đi vặt những cái quả táo hỏng ở những cái vườn khác nhưng mà nó khá là xa. Thì mọi người hình dung là tất cả quản lý rồi người làm tập trung ở tất cả đều ở cái chỗ quanh một cái vườn này. Xong rồi tự dưng bây giờ một mình lại đi một cái vườn đấy làm một mình ở giữa cái vườn đấy thì nó cũng khá là chán và khá là kỳ, không có quản lý này kia nữa. Nên là Kim quyết định là Kim sẽ thử một lần đi hái táo. Và đấy là ngày đầu tiên với một cái chiếc giỏ khá là bự so với sức của Kim. Cái giỏ này nếu mà đựng đầy một cái giỏ này táo thì người ta ước lượng mà nó rơi vào khoảng 18 kg. Và kèm theo đó là một chiếc kéo. Kiếp kéo như lúc nãy Kim giơ lên là mọi người thấy đấy. Người ta thiết kế thì cái kéo này cũng rất là hay, đó là nó không có nhọn hoắt như cái kéo bình thường của mình để bấm giấy, mà nó sẽ hơi cong lên ở phần cuối để giảm cái lực va chạm vào quả táo và giảm cái việc là làm cái mũi kéo nhọn quá thì nó sẽ làm quả táo dễ bị đâm những cái lỗ ở trên đầu quả táo lúc mà mình cắt ấy. Người ta sẽ làm nó hơi cong cong lên, rồi sau đó thì cắt cái cuống lõm xuống dưới cái phần trên của quả táo. Và cái việc cắt cuống này thì nó cũng không phải tất cả các giống táo, có những táo thì sẽ không cần cắt cuống. Và những cái táo mà Kim cắt cuống như Kim đang làm đây là táo xuất khẩu. Và Kim ở đầu mùa này thì mọi người chỉ hái những cái quả mà nó có cái màu sắc nhiều thôi. Ví dụ cái màu mà quả mà nó đã đỏ như thế này, nó đã chín, nó đã đỏ như thế này. Còn những cái quả mà nó đang còn trắng trắng nhiều thì sẽ không hái mà chừa lại. Và mọi người có để ý trong video là ở bên kia cái cây ấy, cái hàng cây bên kia thì nó đã có lá vàng không? Bữa nay mùa thu đã đến rồi và gần như là xung quanh thì mọi nơi đã có dấu hiệu mùa thu rồi đấy. Cũng là lúc mà mùa chia tay và mùa mà Kim sắp rời New Zealand rồi. Quay lại tiếp tục với cái việc hái táo thì Kim sẽ không bị chủ áp lực về cái việc là hái được minimum hay là không. Nói chung là chủ không quan trọng. Có hỏi là mày hái được bao nhiêu nhưng mà không quan trọng cái việc là áp đặt là Kim phải hái được minimum hay gì cả. Nói chung là ông cho việc để làm cho hết ngày vậy thôi. Và Kim sẽ được ưu tiên hái ở cái chỗ mà cái hàng nhỏ xíu như này. Cái hàng cây ở đây là cái hàng nhỏ nhất ở cái vườn ở đây và ưu tiên cho Kim hái để cho nó nhanh ấy. Với lại nó không quá lớn thì ví dụ Kim có trèo lên thang, hôm đầu tiên thì Kim sẽ có người phụ là trèo lên trên hái trên cái tốp cho, nhưng mà bữa sau Kim hái thì để Kim hái trèo lên cái thang nó không bị quá khó ấy. Và thành tựu của ngày đầu tiên đi hái với công sức rất là cố gắng, mặc dù nó rất là nặng so với sức Kim nhưng mà Kim cũng ráng là phải hái đầy một cái túi như thế thì mới đi đổ, tại vì nếu mà đổ nhiều lần thì sẽ rất là mất thời gian. Xong rồi rất là cố gắng, sau một ngày thì hai đứa Việt Nam cố gắng hết một ngày thì mới được có 5 pin rưỡi. Trong khi đấy thì sau khi đi về thì bạn Kim bị bong gân chân và Kim thì bị bầm hai cái bên xương quai xanh bầm, xong rồi đùi cũng bầm có vết rất là to, rồi tay thì bị xước, rồi người thì nhức mỏi. Nói chung là cảm thấy hơi bị đánh đổi, hơi bị nhiều nhưng mà vẫn chưa đạt được minimum. Sau đấy thì Kim có thử thêm một ngày, đây là ngày thứ hai Kim hái và Kim cũng tự leo thang và Kim cũng biết cách là làm sao để hái nhanh hơn. Nhưng mà sau đấy rồi thì vẫn cảm thấy là nó vẫn hơi nặng so với cái người mình, nên là ngày thứ hai đi làm thì Kim bắt đầu chỉ có nửa cái túi này là bắt đầu Kim đi đổ rồi. Và xong sang ngày thứ ba là ngày hôm qua thì Kim đi hái một cái loại táo nó nhỏ hơn. Sau đấy thì Kim cảm thấy là cũng hơi quá sức chịu đựng nữa, thì chưa tới một nửa cái túi thì Kim đã đi đổ rồi. Tuy nhiên nó vẫn cảm thấy là nó quá. Thế là sau được khoảng 2 ngày rưỡi đi hái táo thì hôm nay Kim chính thức đầu hàng. Chính thức đầu hàng là hôm nay thứ 7. Mặc dù là vẫn được đi làm nhưng mà Kim chọn không đi làm, tại vì cả hai cái xương quai xanh của Kim là nó bị sưng á, nó bị hơi sưng lên, xong rồi nó bị đau. Nói chung là nó đau, nó nhức nhức, xong rồi sờ vào nó đau.
khi ở ngày hôm qua thì làm gần đến cuối giờ thì cái vai của Kim cái dây đeo của cái túi nó đè lên đau quá thì Kim phải cho nó lệch sang bên vai, nhưng mà nói chung thì tại vì hôm qua làm giờ xong rồi những người làm cùng người ta cũng làm giờ thôi, làm chung nên là không bị áp lực về số lượng, nên là Kim cũng đến lúc mà gần về là rất là lười và rất là đau rồi, thế là thôi cũng kệ làm từ từ chậm chậm thôi. Nhưng mà không biết nếu mà sang tuần sau mà đi hái nữa thì có làm được hay không. Nhưng mà qua đây thì Kim cảm thấy là đây đúng là một việc khó, so với nữ là chắc chắn là rất là khó. Kim không nghĩ là nhiều bạn có thể làm được trong thời gian dài đâu. Và so với cái tiền mà mình lấy về được và so với cái sức mình bỏ ra thì nó rất là không đáng. Còn đối với những bạn nam mà khỏe mạnh và chuyên làm việc nặng rồi á, thì Kim nghĩ là đây cũng không phải là một cái việc mà các bạn không thể làm được. Chỉ là nếu mà ai mà đang bị dụ dỗ đi đơn xuất khẩu lao động thì cái chúng ta quan tâm vẫn là sang đây có được nhận đi làm hay là không thôi. Chứ còn nếu mà so với sức của nam mà những người hơi cao to hoặc là có sức khỏe tốt chuyên làm việc nặng thì Kim nghĩ là hái táo cũng không phải là công việc quá khó đâu. Và nếu mà mình làm được nhanh nhẹn thì kiếm tiền cũng là ok so với cái việc làm giờ đấy.